3 tháng 3. Và theo thông tin ban đầu thì sau khi sử dụng ma túy đá, ca sĩ Châu Việt Cường đã nhét tỏi vào miệng cô gái trẻ đến để có thể trừ tà, khiến nạn nhân này dẫn đến tử vong. Tại hiện trường, cơ quan công an thu được một số tang vật thể hiện Cường và nhóm bạn đã sử dụng ma túy tổng hợp. Tỏi vương vãi khắp nơi, khám nghiệm thi thể nạn nhân có một số vết trầy xước, đặc biệt trong miệng tới hơn 30 nhánh tỏi, củ tỏi, trong đó có một củ tỏi chèn vào thanh quản, che hết chu vi thanh quản. Cơ quan chức năng bước đầu xác định nạn nhân tử vong do suy hô hấp, tắc đường thở. Theo thông tin khai nhận ban đầu, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 5 tháng 3, Châu Việt Cường cùng 3 người khác, trong đó có hai cô con gái, đã đến một ngôi nhà người thân của Cường ở phường Cống Vị, quận Ba Đình. Tại đây, nhóm người này đã quan hệ tình dục và sử dụng ma túy tổng hợp. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, Châu Việt Cường bị ảo giác nghĩ bạn gái mình bị ma nhập nên đã nhét tỏi vào miệng cô gái sinh năm 1998. Cường cũng khai bản thân ăn rất nhiều tỏi. Những người bạn chứng kiến có vào can ngăn, nhưng do ai cũng đang phê ma túy nên không can được. Sau đó, những người này đi khỏi hiện trường. Thậm chí, Cường còn gọi điện cho thầy cúng đến để trừ tà. Trao đổi về tình huống xảy ra thì một số luật sư nhìn nhận hành vi của Châu Việt Cường có dấu hiệu của tội giết người, và hành động nhét tỏi vào miệng nạn nhân trong trạng thái tinh thần bị kích động do sử dụng ma túy có thể xem xét là tình tiết tăng nặng khi mà lượng hình. Và Châu Việt Cường sinh năm 1978 được biết đến qua một số ca khúc nhạc thị trường như là Bạc Trắng Tình Đời, Nước Mắt Chảy Tuôn hay là Tình Chết, nhưng đây cũng là cái tên gắn với nhiều thị phi tai tiếng. Từ năm 2011 thì một người hâm mộ đã lên mạng xã hội tố cáo bị nam ca sĩ này hiếp dâm ngay tại nhà riêng. Và đến năm 2014 thì anh từng gây gổ cãi cọ với một chủ quán nước tại Hà Nội khi bị người này nhắc nhở ngồi cẩn thận tránh làm gãy ghế. Và thậm chí là cuối năm 2016 thì nam ca sĩ này lại tiếp tục gây xôn xao khi trở thành nhân vật chính trong video clip ẩu đả dữ dội của một nhóm thanh niên tại Quế Võ, Bắc Ninh.